Shop Vũ Tiến xin kính chào tất cả anh em trong hội đam mê sâm bẫy nhé. Hôm nay mình làm video clip giới thiệu anh em cái mẫu giò gà 2021 này. Bên cơ sở mình đang chuẩn bị rất là nhiều giò gà để chuẩn bị cho anh em, phục vụ cho anh em đam mê bẫy gà rừng trên toàn đất nước Việt Nam. Đó. Hôm nay mình sẽ quay chi tiết từng sản phẩm bên mình nhé. Đây là mẫu giò gà rừng này, chân thép này. À, là dù này là dù bẹt nha anh em, màu cỏ khô này, cáp này là cáp inox không gỉ này, à, dù này vẫn là sợi dù Ewas số 10 dù lâu nhá, cái này là dù lâu đấy, sợi số 10, cái này là khoen inox không gỉ này anh em này, khoen này 100% bao không bao giờ đứt tuột cho anh em nhá. Đấy. Đây mẫu số 2 là dù tròn, cũng là chân thép nhưng mà nó là dù tròn nhá anh em. Đây dù tròn. Thì anh em nào mà đánh quen dù bẹt rồi nó thì đỡ rối, còn không quen thì mình mua dù tròn đánh nó đỡ rối hơn. Anh em khi cắm là đỡ bị rối nhiều. Đấy. Nó không khác gì cái mẫu số 1 nhưng mà mẫu số 2 là nó chỉ khác nhau về vấn đề là sợi dây liên kết chân thôi. Còn hầu như giống nhau hết toàn bộ. Đấy. Đây là dù lâu số 10 này. Cáp inox không rỉ này. Khoen đúc inox này. Đấy. Cáp này cáp xe tư nha anh em. Bên mình xử lý cáp rồi. Anh em về anh em chỉ việc đánh thôi. Đó. Xử lý cáp rồi. Nó đã tối màu rồi. Nó không còn màu sáng chói như màu inox nguyên bản của nó nữa. Giò thì nó có hai loại, một loại đá với một loại đón. Đấy, anh em mua về chơi thì mua loại nào thì báo bên mình. Bên mình sẽ gửi cho anh em loại đó. Nhá. Còn mẫu số 3. Mẫu số 3 là đây là chân đồng này, khoan ba lỗ này. Đấy. Cái này là bên mình đã ép bẹt cho anh em này. Với cả mài nhọn anh em cắm. Khi cắm là không sợ bị xoay cái giò gà nhé, giò gà không sợ bị xoay. Còn dù nó cũng dù liên kết chân là tròn này, khoen đúc inox, cáp thì cũng cáp inox không rỉ này, dù này cũng dù sợi số 10 này. Đấy. Nói chung là chất lượng như nhau, nó chỉ khác về cái chất liệu bằng chân thôi anh em nhé, cho nên là nó, giá cả của nó có sự chênh lệch. Anh em khi mua mà ví dụ anh em khi mua mà sản phẩm bên mình ấy, mua combo 4 món chẳng hạn, ví dụ là một túi gà mồi với một túi bổi này với một sợi xích với kèm giò này thì bên mình sẽ có giá ưu đãi nhẹ cho anh em nhé, là giá rất là rẻ. Còn anh em mua lẻ thì nó hơi mắc tại vì cái cước phí hơi cao. Đây là sợi xích bên mình đây. Đấy, xích chân gà mồi nhé. Bên mình đang gia công rất là nhiều để cho phục vụ anh em mùa tới này. Đấy, bây giờ hiện tại giờ là cũng một số nơi là vào mùa rồi này. Đấy. Ngoài ra bên mình cung cấp file âm thanh miễn phí cho anh em luôn. Anh em cần mặt hàng như là loa này, loa Q92 hoặc là E hoặc là UFS thì bên mình cung cấp đầy đủ nhé. Đấy, đây là túi gà mồi bên mình đây. Bên mình cung cấp lều ngụy trang luôn. Rồi quần áo ngụy trang cho anh em luôn. Anh em cần mặt hàng gì cứ alo cho mình. Đây là túi đựng bổi nha anh em. Đây, có quét hai lỗ sẵn này. Hai lỗ này, hai lỗ bỏ xỏ chân nhé. Có quai sách này. Quai đeo đầy đủ cho anh em luôn. Đấy. Anh em cần mặt hàng gì thì cứ liên hệ thẳng trực tiếp số điện thoại mình để trên video clip. Đấy. Bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Đấy. Rồi mình kết thúc video tại đây, anh em cảm thấy hay thì cho mình một like cũng như một chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh giúp mình. Đấy. Và đừng quên bấm nút chuông để khi mình ra một video clip mới thuận tiện cho anh em xem. Nó có cái thông báo cho anh em khỏi phải kiếm. Và anh em sẽ được xem những clip về mặt hàng nó cải tiến và mới hơn. Rồi mình kết thúc video tại đây nhé. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Và thu thật nhiều
thành công trong cuộc sống. Rồi, xin chào tất cả anh em.